đại nguyện từ bi thuyết giảng từ vựng mà duyên sự ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 137. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã từ bi nhận lời điều khuyết cho đại đức Tịnh Đạt ngày hôm nay để chúng con không có bị mất học một ngày nào. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Quyền. Và nhật bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. À. Nam mô Bà Gia Nam mô Tham Ma Gia Nam mô Sang Khai với vô thừa để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. À, cùng để chúng con thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng. Kính lễ đến thượng tọa minh hạnh, đến Đức Tuệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivade Visvakkhato Phakkavata Thammo Thammang Namassami Sovatipanno Phakkavato Savakasangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giác. À, và kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Bây giờ đây chúng ta sẽ học câu pháp cú số 137. Đây là một cái tích truyện này. Là một câu pháp cú mà có thể nói rằng ở đó để lại cho chúng ta một điều mà hết sức là đặc biệt. Tích truyện của câu pháp cú này là một duyên sự nhưng nó gồm có 37, 38, 39 và 40. Trong một cái duyên sự này. À, kính thưa quý vị. Có thể nói rằng là cái tích truyện này nó liên quan tới ngày Mokkalana, ngày Xá Lợi Phất. Và cái câu đầu tiên hôm nay chúng tôi thích nghĩa điềm khuyết cho để Đức Tịnh Đạt bệnh duyên một chút xíu để Đức bị khang cái họng, bị khó nói. Bây giờ chúng ta sẽ thích nghĩa của câu pháp cú số 137 này. Yo dande adande su appadutthe su dosati dasanamanang na manya tarang thanang khipame wa nigacchati. Người nào mà dùng gậy gộc, vũ khí gây hại đến các vị không có bị ô nhiễm và không có gậy gộc, tức tốc bị, chắc chắn rằng người đó sẽ rơi vào trong 10 trường hợp, trong những trường hợp, trong 10 cái đau khổ đó. Dạ, trong 10 cái đau khổ. Bây giờ chúng ta thích nghĩa. Hòa thượng Minh Châu thì thích dịch ra rằng dùng trường phạt không trường, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Đó là bản dịch của Hòa thượng Minh Châu qua Hòa thượng Giới Đức phổ thơ rằng dùng đau hại kẻ không đau, trượng hại không trượng, khác nào tự thiêu, ai kia thọ khổ 10 điều, chịu quả khốc liệt cùng nhiều tai ương. Thì kính thưa quý vị, giờ đây chúng ta sẽ thích nghĩa. Chúng ta thấy cái chữ vô đầu tiên là vô. Chúng ta biết vô. Đây một đại từ chỉ thị cho một người nào đó, ai hay kẻ nào đó. Nhớ. Ở đây là vô đan đê na đan đê su áp bà đê áp bà đút thê su đút sạch tí. Thích nghĩa nguyên một cái chỗ đó luôn. Dùng gậy gộc hại đến những việc không ô nhiễm và không có gậy gộc. Cái chữ át đanh đi suốt. Đanh đá tức là cái cây gậy. Mà tức đồng ngữ không.
người nào mà dùng cái gậy đưa tới từ cái chữ dusti đó, cái chữ dusti, có nghĩa là không bị ô nhiễm đó. Bây giờ chúng ta đó, làm từng câu. Adande su, đến những người không có bị gậy gộc, tức là tiếp đầu ngữ á cộng với đanh đá. Đây là danh từ nam tính. Đanh đá là gậy gộc và hình phạt. Còn chữ appadutthe su, đây là cũng là một hợp từ. Tiếp đầu ngữ á cộng với bá cộng với đút, tức là nói đến những người, đến các vị mà không có bị ô nhiễm, cũng là một một tiếp đầu ngữ á nữa. Còn bất đút thác, đây là một quá khứ phân từ, từ cái chữ bá cộng với căn căn đút, tức là bị ô nhiễm. Còn cái chữ bá ở đây nó chỉ có sự nhấn mạnh. Và cái chữ đút tí là từ căn đút làm hại hay là trở nên xấu xa. Đó là câu thứ nhất. Qua cái câu thứ hai, đa sanh na may nhã tà răng tha năng khiếp ba mê quá thì gái trẻ tí. Đa sanh năng là từ cái chữ đa sát, đa sát là 10, đa sanh năng là chia, chia theo sở thuộc cách số nhiều. Anyatara có nghĩa là cái này, anyatara tức là một đại, đây tức là một cái một đại từ chỉ thị. Anyatara có nghĩa là cái khác. Tha năng từ căn tha cộng với tiếp viên ngữ anát. Anát nó bằng một chữ có nghĩa rằng cái chữ anh ta là cái khác, mà chữ tha năng nó chia theo đối cách là trường hợp hay là loại, nơi, chỗ. Tiếp theo chúng ta có một cái từ là khipat, khipame. Khipame đây nó đi từ cái chữ trạng từ. Trạng từ tức là khiếp băng. Khiếp băng là một trạng từ. Có nghĩa là nhanh chóng hay là một cách tức tốc, một cách nhanh chóng. Ní gái cho tí, từ cái tiếp đầu ngữ ní là xuống, cộng với căn găm là căn đi á. Căn đi, từ cái chữ gái cho tí, căn găm. Còn ní gái cho tí có nghĩa là rơi vào. Đây là một tha động từ chia theo từ ngôi ba số ít, nghĩa là người ấy bị rơi vào, rơi vào cái gì, rơi vào địa ngục, rơi vào khổ đau, rơi vào cái khổ cảnh đó, chịu nhiều cái đau khổ. Thì đây là cái câu thích nghĩa mà chúng tôi vừa đã nói xong. Cái duyên sự này rất là đặc biệt. Khi chúng ta nghe, như là chúng ta nghe đến ngày một kiền liên, thì chúng ta nhớ đến một cái chỗ, tức là nói là kinh Báo Hiếu, Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nếu mà nó Một Kiền Liên Bồ Tát á, sự thật ra cái này chúng ta phải nhớ rõ. Ở đây nếu như có ai mà biết kinh Vu Lan Bồn á, thì có nghĩa là nó tán dương là ngày Một Kiền Liên là ngày một bậc đại hiếu. Chứ sự thật ra cái tiền kiếp của ngài là một đại bất hiếu. Còn cái kinh Vu Lan Bồn mà kiểu như
vì thương bà Thanh Đề mà đi xuống địa ngục rồi thấy mẹ khổ đau như vậy thì ở trong không có cơ, trong kinh 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 văn Bali. Khi chúng tôi có thuyết pháp một lần, chúng tôi có nói về trong một cái ngày báo hiếu đó, chúng tôi có hỏi, chúng tôi cũng có nhấn mạnh cái chỗ này cho một số Phật tử Bắc truyền cho rằng chúng tôi không có phỉ báng đối một vị bậc thánh, mà nhất là một ngày Akasawaka, tức là thượng thủ thinh văn bên tay trái của Đức Phật. Thì đây là ngài là một vị tướng quân chánh pháp chứ không phải là một người bình thường. Nhưng ở đây nói thì chúng ta cũng nói, thì đây tích truyện nó liên hệ tới cái ngài Mô Ca La Ná. Một duyên sự mà phải nói là nó dài, và cũng để kể, để tường thuật lại cho quý vị biết, để là quý vị biết được tại sao cái sự tình nó là như vậy. Và câu phúc cái này nó gồm một duyên sự mà gồm ba cái luôn. Nếu như chúng ta coi trong bổn sanh Chataka 125-126 thì nói về trưởng lão Mục Kiền Liên á. Nhưng trưởng lão á, nói á, tức là ngài bị người ta giết chết, nhưng sự thật ra không ai giết chết ngài được hết trơn. Rồi trưởng lão Mục Kiền Liên niết bàn, cái tích truyện này về Maha Moggala Nath Therawatthu, tức cái câu chuyện về ngài Mục Kiền Liên. Thì kính thưa quý vị, khi Đức Phật ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, đề cập đến ngài Mục Kiền Liên, thì kính thưa quý vị, và một thời nọ thì các du sĩ ngoài đạo họ bàn luận với nhau, sở dĩ mà Sa Môn Cồ Đàm được nhiều lợi lộc như vậy đó, còn chúng ta ít được cái lợi lộc á, là bởi vì đó là do ngài Mục Kiền Liên lên trời, ngài giảng về cái phước nghiệp và hỏi chư thiên về cái phước nghiệp được làm mà sanh về cõi nhân thiên, đó là cái việc làm lành. Và ngài giảng giải thêm những cái điều mà ai mà làm được cái phước lành đó, thì ai tạo cái phước lành thì hưởng sanh về cái quả lành. Và rồi ngài dùng thần thông người xuống địa ngục á, đến các chúng sinh á, thì biết rằng ai mà làm ác thì về đọa sanh địa ngục. Vì cái mọi người nghe pháp mà ngài Mục Kiền Liên giảng giải như vậy cho nên được nhiều cái lợi lộc. Cho nên một số bà la môn này họ mới đem cái tâm ganh tị, họ mới bắt đầu tìm cách để giết ngài Mục Kiền Liên. Thì sau khi thảo luận thì tất cả nhóm ngoại đạo này mới đi vận động 1.000 đồng tiền vàng, tức là một số tiền, và thuê những cái bọn trộm cướp với cái số tiền đó để giết ngài Mục Kiền Liên. Thì khi ngài Mục Kiền Liên ở tại Kalasiya đó, biết ngài Mục Kiền Liên ở tại đó, thì sau khi mà giao tiền cho bọn cướp nó đi đến đó, nó giết ngài Mục Kiền Liên. Bọn cướp nó thấy một số tiền lớn cho nên nó chấp nhận. Thì khi mà bọn cướp nó đi đến đó đó, ngài Mục Kiền Liên ngài biết nó tới, ngài dùng thần thông ngài bay đi mất. Đầu tiên thì ngài bay đi qua cái cửa, đi qua một cái ổ khóa, cái lỗ khóa, ngài biến mất đi. Bọn cướp lên tới nó không thấy. Rồi ngài dùng cái thần thông ngài trổ trên nóc nhà, ngài bay đi. Và cứ như thế khoảng một tháng, bọn cướp nó cũng không có thể giết chết ngài Mục Kiền Liên được. Nhưng đến cuối cùng á, tháng cuối cùng á, những ngày cuối cùng, Mục Kiền Liên ngài quan sát về cái tiền nghiệp của ngài, ngài biết được cái tiền nghiệp của ngài đã tới nè, ngài không còn tránh né nữa, ngài đối diện
thì không có lánh mặt nữa. Bọn cướp đến đó, nó bắt ngài và nó trói ngài, nó đánh đập ngài, nó bầm như, thí dụ như bầm như cám như tương vậy đó. Thì nó nghĩ ngay một Kỳ Liên đã chết rồi, bầm kiểu này không cách nào mà chết được, không có sống được rồi. cái thây của cái ngày đem ra ngoài vất ở đó. Chúng nghĩ rằng ngày chết rồi, thôi bỏ đi rồi về báo trình như vậy. Thì ngài Mục Kiền Liên á, ngài biết á, bây giờ trước khi ngài muốn tịch diệt, ngài đến ngài đảnh lễ Đức Phật. Và chúng ta phải nên nhớ rằng một điều á, một trong những vị thượng thủ thinh văn đối với các ngài á, nó có tứ thần túc, đạt được tứ thần túc. Và ngài Mục Kiền Liên là một người thần thông đệ nhất mà, sau Phật là ngài Mục Kiền Liên, rồi tới ngài Xá Lợi Phất, sau trí tuệ của Phật là ngài Xá Lợi Phất và tới ngài Mục Kiền Liên. Quý vị nhớ cái thứ tự như vậy nha, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Chứ không phải là ngài Mục Kiền Liên ngài không có trí tuệ nhiều như là Phật, coi như là dưới Phật, dưới ngài Xá Lợi Phất một nấc, còn tất cả những người khác là ngài đều cao hơn hết. Thì ngài có đủ khả năng, đủ thần thông hết trơn, xin lỗi chứ. Ngài biến bằng cách, tức là mấy tên cướp này nó phải sợ luôn, nhưng điều mà ngài không làm. Bởi vì bậc thánh đi theo cái duyên nghiệp của mình, theo cái quy trình của nghiệp. Thì ngài Mục Kiền Liên mới bắt đầu suy nghĩ như vậy, ngài liền ráp cái thân ngài lại. Ráp cái thân ngài lại, đi về Kỳ Viên Tịnh, đi về Trúc Lâm Tịnh Xá, đảnh lễ Đức Phật. Bạch Thế Tôn, con sẽ niết bàn. Thì Đức Thế Tôn hỏi, ngài Mục Kiền Liên, thì niết bàn ạ? Dạ đúng, con đã đến giờ phải niết bàn. Vậy ngươi niết bàn ở đâu? Con niết bàn ở Kalasiya, nói tại cái xứ đó. Này Mục Kiền Liên, ngươi hãy thuyết pháp của ta trước khi niết bàn. Bậc thinh văn thượng thủ của ta mà ta đã được thấy, và rồi Như Lai không còn được trông thấy nữa, một thượng thủ thinh văn. Đức Phật này rất là tình. Đó là cũng một lời nói chia tay. Và thế là vĩnh biệt, đi vào hư vô luôn, hư vô. Đọc chỗ này chúng tôi thấy Đức Phật này rất là tuyệt vời. Nhờ Mục Kiền Liên hãy thuyết pháp. Như Lai muốn Mục Kiền Liên thuyết pháp, để rồi sẽ không còn thấy nữa. Để rồi không còn thấy nữa. Đó cũng là cái duyên. Bạch Ngài, con sẽ làm như vậy. Bạch Thế Tôn, con sẽ làm như vậy. Rồi Ngài đảnh lễ Đức Phật và bay lên không trung. Bắt đầu Ngài thuyết pháp thoại kéo dài. Đến ngày cuối cùng thì Ngài nhập Niết Bàn. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy đó. Ngài thuyết pháp đến suốt một thời gian, cho đến khi Ngài tới cái giờ phút cuối cùng Ngài Niết Bàn. Thì Ngài Niết Bàn. Thì kính thưa quý vị, cái tin này Ngài bị bọn cướp nó ám sát đó, nó lan truyền khắp ở cái xứ mà vua A Xà Thế, Ajatasattu, nghe được như vậy đó, khủng khiếp. Quê lúc nó, tức là ở xứ ở Trúc Lâm Tịnh Xá đó, mà đó là chỗ mà của vua Bình Sa Vương đó, là con của vua A Xà Thế nè. Thì sau đó vua A Xà Thế biết được cái tin đó, bắt đầu truyền lính đi do thám để bắt tất cả những người mà giết chết ngài và những cái vị du sĩ ngoại đạo cũng liên can luôn. Thì những tên cướp này đến bắt đầu nó được tiền của nó, đến nó mới nhậu nhẹt, bắt đầu nó mới chửi, nó mới tranh giành lẫn nhau, bắt đầu xô qua xô lại, bắt đầu cự qua cự lại. Thì nó nói à, ta là giết ngài Mục Kiền Liên, trước nhất ta là người có công nhiều, ta là người phải được nhiều như thế này thế kia. Thì các quan quân đi tìm, không cần phải tìm đâu xa, qua những quán xá đó
vô bắt hết tất cả những người đó và về tra hỏi là bắt luôn các cái du sĩ ngoại đạo lọa thể. Và Đức Vua cũng ra cái hình. Mà quý vị mới xuống như một đám quân tới để giết càng. Và giết, bắt đầu vua đem về, bắt hết về, thiêu chết hết. Vua sai lấy cái cài, cài qua cài lại cho nát thay như là bầm ngày vậy đó. Từng mảnh, từng mảnh. Thì Đức Vua ủy thác cái việc mà thiền án nó cho các tên cướp làm luôn. Thì các tỳ kheo trong giảng đường bàn nói chuyện với nhau, tại sao ngày một kiện liên một vị thượng thủ tinh văn như thế mà khủng khiếp như vậy mà là bị viên tịch niết bàn, trước khi viên tịch niết bàn phải bị một cái nạn tai quá lớn. Thì Đức Phật đã đến ngày mới bảo này các tỳ kheo, trong kiếp này một kiền liên đã chết một cách không xứng đáng như vậy là do tiền kiếp thầy đã tạo trong quá khứ, khiến cho người chết một cách cũng đau khổ và tương xứng như thế. Đức Phật em kể là cái tiền kiếp thì tương truyền trong thời quá khứ có một người thanh niên con nhà gia giáo cư ngụ trong thành Ba La Nại, Varanasi, hàng ngày chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, giả gạo nấu cơm, thoa bóp đến cha đến mẹ. Thì một hôm cha mẹ mới bảo, con à, chỉ có một mình con mà làm hai công việc, vừa làm việc nhà vừa làm việc ở trong rừng nữa, đi vào rừng để tìm kế sinh nhai, con mệt quá, thôi để cha mẹ sẽ cưới vợ cho con để con người phụ tiếp con. Thì Ngài Mục Kỳ Liên thưa rằng từ chối, con không chấp nhận, con không có lấy ai đâu. Cha mẹ còn sống chừng nào thì con sẽ ở vậy, tự tay con chăm sóc cha, phụng dưỡng cho cha mẹ. Thì hai ông bà nghe nói như vậy rồi thôi, rồi nhiều lần như vậy nói cho ngài và yêu cầu ngài phải chấp nhận. Và sau đó thì một thời gian mà thuyết phục được ngài lấy vợ, thì đầu tiên đem coi như là đem về làm dâu để phụ tiếp. Thì thời gian đầu á thì coi như là vợ của chàng thanh niên này là ngài Mục Kỳ Liên tiền thân đó cũng làm tốt cái trách nhiệm, nhưng sau đó một thời gian cô được cô ta chán nản và cô ta bực bội. Thì cô ta mới nói với chồng đó, cô ta không thể sống chung như thế được, chung nhà với cha với mẹ như thế được. Thì dĩ nhiên là một người có hiếu, thì chàng thanh niên tiền thân là ngài Mục Kỳ Liên không thể nào chấp nhận cái lời yêu cầu đó. Và cái cô vợ ở nhà mới lập kế bài mưu, chờ chồng đi vắng á, rồi cô ta biết coi như là dọn, thay vì dọn dẹp mà cô ta lại bài coi như là trây trét cơm nước cháo lung tung ở trong nhà hết. Thì về bởi vì cha mẹ ngài cũng là người già cả, thì cứ cho rằng bây giờ cha mẹ bị lún lẫn cho nên trây trét dơ cả nhà như vậy đó. Cô ta làm mãi cô ta không chịu nổi nữa, cô ta không thể ở chung được. Thì cứ nghe lặp đi lặp lại cái bài đó. Thì nhiều lần quả thật thì ngài Mục Kỳ Liên là một trong những người cũng có nhiều thiện căn thiện duyên và cũng đang bổ túc 35 mật độ đó quý vị. Nhưng cái tâm ác, cái tâm bực bội đối với cha mẹ bắt đầu khởi lên. Nghĩ cũng bực bội, cha mẹ làm vậy riết cũng không chịu nổi.
Và cái điều này là do vợ mình, mà chàng thanh niên cũng không biết, và cứ về thấy như vậy. Và cuối cùng vợ nhằn hoài, thì chàng thanh niên này nói thôi được rồi, chúng ta sẽ có cách xử lý. Thì sau khi mà nấu cơm dâng đến cha mẹ, chàng thanh niên mới nói mới dối với cụ bà rằng: thưa cha mẹ, những quyến thuộc ở xa, họ muốn, họ mời cha mẹ đến nơi đó để chơi. Bây giờ con đánh xe, con sẽ đưa cha mẹ đi đến những cái nơi bà con quyến thuộc đó. Thì cha mẹ cảm thấy nghe như vậy rất là vui, chấp nhận. Và khi chàng thanh niên đưa tới giữa khu rừng á, mới lừa gạt cha mẹ rằng: cha mẹ hãy cầm cái gương, gương con bò này, đánh xe bò đó, và đi từ từ. Chỗ này nó có bọn cướp, để con xuống con đi bộ, con đi từ từ qua. Trao dây cương cho cha rồi, thì chàng thanh niên xuống đi bộ một đổi, quay lại với giọng nói giả làm như là như tiếng của bọn cướp. Thì ông bà, bởi vì hai cha mẹ mù nữa, nó cũng khổ nữa, nghe tiếng la, nó tưởng là con, nó tưởng là bọn cướp nó xông ra nó đón, thì bèn bảo với người con rằng: con ơi, cha mẹ đã già rồi, con hãy tự lo bảo vệ lấy mình con. Con đừng có lo cho cha mẹ nữa. Dẫu nghe cái lời lo lắng như vậy, như thanh niên này cũng không có động lòng. Cha mẹ la lớn lên nữa, nhưng ta cũng vẫn giả làm, giả cái tiếng hét ra sùm, tưởng rồi đến để nó đánh đập ông ta. Ông ta cứ giả làm như vậy, và giả làm bọn cướp đến bắt đầu đánh đập cha mẹ giữa rừng. Giả làm cướp như vậy và đánh đập cha mẹ như vậy cho đến chết. Quý vị biết đến khi thấy chưa chắc chết, quay lại mới bầm mới đập nữa. Thì Đức Bổn Sư ngày kể tới cái tiền nghiệp á, ngày một kiện liên, rồi ngày nói tiếp này các thầy tỳ kheo, sau khi tạo bao nhiêu nghiệp đó, ngày một kiện liên đã bị thiêu đốt vô số trăm ngàn ở địa, ngàn năm ở dưới địa ngục, rồi còn quả dư sót lại sinh lên làm người, bị giết chết và đập nát thế như vậy trong nhiều kiếp, trong hàng trăm kiếp. Thì sở dĩ mà một chuyện điên làm như vậy, bị như vậy, là do tiền nghiệp của mình đã như thế. Và còn 500 tên cướp và 500 du sĩ ngoài đạo kia làm hại đến bậc vô hại là con trai của Như Lai, nên mới chịu một cách, mới chịu một cái cách không thuận đau khổ như vậy. Và người quả thật, kẻ làm người vô hại, tức là bậc thánh đó, tất phải gặp trăm ngàn điều bất hạnh, mười điều bất hạnh, tai họa, chẳng sai. Bắt đầu Đức Phật ngài mới kể, ngài mới đọc lên cái bài kệ, đọc lên bốn cái bài kệ. Mà chúng tôi đã nói cho vị nghe đó, ở trong cái bài kệ này nó có bốn duyên sự. Duyên sự này có bốn bài kệ. Dùng trượng phạt người không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp nhiều, gấp một loại khổ hoặc khổ. Câu thứ hai, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ mệnh kịch liệt, hay ý, hay loạn tâm, hay loạn ý tán tâm. Và câu thứ ba, hoặc tai họa từ vua, hoặc bị vu oan trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Và câu thứ tư, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa hoạn thiêu đốt. Khi thân hoại mệnh chung, ác tuệ sanh địa ngục. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái duyên sự. Ở đây
chúng ta thấy dùng trượng phạt người không trượng, dùng đau trượng làm con người khổ đau, chịu gấp trăm lần cái đau khổ. Trước khi quý vị, chúng tôi giảng cho quý vị, có một người Phật tử gọi điện thoại tới, cũng lớn tuổi. Họ không có than cho tôi nghe về cái chuyện của gia đình. Từ khi cô ta không biết mặt người chồng là cái gì, được cha mẹ gả đi, đến ngày hôm nay, kể từ đó cho tới bây giờ, cô ta nghiệm lại, bắt đầu phải khổ vì chồng, rượu chè, bệnh hoạn, chăm sóc, bị đánh đập, bị chửi mắng, bị la. Bây giờ chồng chết, qua tới thời con. Rồi con có một đứa nó điên, nó quậy, nó phá. Có ba đứa con, hai đứa con trai, một đứa con gái. Tất cả những chuyện gì xấu, nó đều đổ về cho cha, cho mẹ hết. Biết bao nhiêu là tiền của phải lo cho cái con đầu nó bị cái bệnh điên, rồi đi về nó quậy nó phá. Mà cô này có cái tâm tu, có cái tâm hộ tăng rất là nhiều. Thì kính thưa quý vị, cho đến bây giờ cô nó cô té lên té xuống tới 10 lần bệnh viện, nằm bệnh viện không biết bao nhiêu lần, người của nó ốm mà phải lo nhiều cái trách nhiệm, hết lo cho cái đời con nó quậy xong, bây giờ là nguyên một bầy cháu nội ngoại có đủ. Thì chúng tôi mới nói một câu như thế này, à đó chính là cái nghiệp của cô, mà chúng tôi cũng khuyên cổ, thôi cái đó là cái nghiệp cô nợ, cô phải trả cho chồng và trả cho mấy đứa con này, mà không khéo thì tiếp tục trả cho cháu nữa. Mà quý vị biết là cũng rất là thân tình, cô có nhiều cái tâm để hộ đạo lắm. Mà cô này có cái duyên đó, hồi xưa cô, khi mà chúng tôi nằm bệnh viện, cũng là một trong những người đem cơm cho mình ăn. Cho nên cái tình từ đó, coi như có những chuyện vui buồn gì cô kể cho nghe, thì mình cũng biết về cái tình hình của cô, tội nghiệp cô. Thì mà cô có làm phiền giết, cô nói cô không có làm phiền chư tăng. À, mấy mốt coi kia là cái chuyện đó là cái chuyện cổ hộ tăng giúp vậy đó. Còn thôi cái chuyện gia đình của cổ là nhiêu khê trùng trùng điệp điệp cái điều đau khổ, mà chính chúng tôi cũng là một những người thấy và khuyên những đứa con của cổ nó trở nên tốt. Mà có một điều là nó chỉ sợ, nó chỉ ngại là ngại một mình sư quyền. Nói thì nó nghe được, nó cũng có cái duyên. Các sư khác thì nói nhiều khi nó dạ dạ, nhưng điều nó không có quan tâm. Nhưng chúng tôi nói là chúng tôi nói như là một người trong ở trong gia đình vậy đó. Chúng tôi dùng cái tình, dùng cái lý của Phật pháp để chúng tôi nói cho tụi nó những điều mà bây giờ thì một tức qua cái thời gian của dịch bệnh và tới giờ, thì chúng tôi muốn kể câu chuyện đó cho quý vị nghe, là cả một người đó cứ suốt cái đời họ không có vui, họ chỉ đi vui được khi mà đi ngồi thiền, khi làm những cái thiện phước rồi về gia đình là đau khổ, thì cái đó cái nghiệp. Còn chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình sao mà như thế này, than thân trách Phật như thế kia. Sự thật ra tất cả đó đều là do một cái duyên nghiệp nó được thiết lập với tất cả chúng ta. Hồi nãy chúng tôi cũng nói cho cổ nghe và nhấn mạnh cho cổ nghe như thế này, tức là không phải tự nhiên. Bây giờ cô tránh cô chạy không được, cô phải đi về. Cô lên cái trường thiền, cô tu được thời gian rồi cũng phải đi về, không thể bỏ cái cục nợ, dứt cái cục nợ đó được. Phải trả nợ tình gần, trả nợ tình xa, cho nó xong hết mọi việc rồi. Rồi bây giờ có thể là cô ta cũng không thể nào sống dài, sống lâu được, nhưng phải trả nợ. À, đây là một điều mà nó rất là ghê, rất là đặc biệt. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, cô ta phải buồn. Cô ta chỉ nói cho chúng tôi nghe câu vậy, nhưng chúng tôi nói cho nghiệp, cho cổ nghe, cổ lại thức tỉnh. Cô nói dạ, thì sư nãy giờ sư nói. Thì chúng tôi không có nói cái chuyện qua ngày một kiền liên, nãy tôi kể cho cổ nghe, nhưng cô nói rằng tất cả đều do cái nghiệp nó tạo thành hết trơn, chứ phải tự
nhiên tại sao người ta được sung sướng hay người ta được yên ổn mà tại sao mình như vậy? Và tại sao mà cô không chết? Cô bệnh nhiều lần, cô không chết. Cái trì nghiệp nó giữ lại để cô phải trả. Kính thưa quý vị, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài là một trong những vị thượng thủ thinh văn. Không cách nào mà giết cách Ngài được. Nếu Ngài không muốn. Nhưng Ngài tùy duyên nghiệp của chính mình và của nhân quả. Tùy theo cái duyên đó mà Ngài chiều theo chúng sinh. Mà người mà dùng cái đao trượng mà để đánh cái người không có đao trượng, mà người đó lại là cái người bậc thánh, thì chúng ta rất là đắc tội. Bởi vì kính thưa quý vị, đừng bao giờ mà mạnh được yếu thua. Vô tình chúng ta đụng chạm những người đó là các bậc thánh, hay hoặc là những người tu hành, hay là những người có đầy đủ cái phước báo, có đầy đủ cái giới hạnh, hay là các bậc trưởng thượng, là những người đáng tuổi anh, đáng tuổi huynh trưởng mình, đáng tuổi anh, đáng tuổi chị, đáng tuổi cha mẹ mình, đáng tuổi ông bà cô bác của mình, thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt tức là cái người mà không có cái tâm ác, cái người hiền thiện, chúng ta đụng chạm người đó chừng nào thì chúng ta lại tội nó càng tăng gấp 10 lần chừng đó, và chịu khổ đau. Đây là cái điều mà đặc biệt. Thì cũng như quý vị, kính thưa quý vị, khi chúng ta cúng dường mà ngào nhầm ngay đó là Đức Phật và chư hiền thánh tăng, những người tu hành đắc đạo, hay là có cái phẩm hạnh, có cái điều tốt đẹp, thì kính thưa quý vị, có cái phước báo thì chúng ta cũng được vô lượng công đức. Và ngược lại, nếu như chúng ta vô tình mà chúng ta phạm phải, chúng ta chửi rủa mắng nhiếc, đánh đập những người đó, mà những người có cái phước, những người có cái duyên, những người có cái hiền thiện, có cái tu tập, thì chúng ta cũng rất là nguy hiểm. Thì từ cái sự đánh đập, từ cái lời chửi mắng, từ cái tâm ác suy nghĩ quấy, chúng tôi cũng nói thành thật cho biết nghe luôn, từ cái sự suy nghĩ quấy đến người, thì chúng ta cũng trả cái kết quả rất là lớn. Đây là một điều mà nếu như chúng ta là một người hiểu biết về cái tu tập, chúng ta biết gây cái nhân khổ nó rất là ghê. Gây cái nhân mà để mà chịu cái quả thì chúng ta hết sức là nguy hiểm. Chúng ta sẽ dễ dàng phải chịu đựng nhiều cái khổ đau ở trong cuộc đời. Chúng ta không thể bình yên được. Mà càng tạo thì càng đau khổ. Thì như chúng ta thấy, tiền thân Ngài Mục Kiền Liên đã giả làm những tên cướp để đến đập cha mẹ, mà cha mẹ nói như vậy rồi sợ cha mẹ chưa chết quay lại đánh đập thêm lần nữa, tức là làm cho cha mẹ phải tan da nát thịt. Cái quả nó như thế nào? Thì khi các thầy tỳ kheo đó mới thấy một cái sự khủng khiếp như vậy, mới bạch Phật: tại sao mà nó như thế, nó khủng khiếp quá? Thì Phật nói rằng: quả thật tiền thân của một Kiền Liên còn khủng khiếp hơn như thế, nó cũng khủng khiếp như vậy đó. Mà đó là người, đó là gì? Đó là cha, là mẹ, đau khổ rất nhiều lần trong địa ngục, sanh ra trong cuộc đời này bị đánh đập, bị bầm như tương nát, như cháo như vậy, nhưng đều mà phải chịu cái quả của mình. Nói đến đây thì chúng ta thấy một cái hành động nó rất là dễ tạo nên, do cái sự hiềm tỳ, do cái sự sân hận của mình, do sự bực bội của mình, cũng là cái nghiệp của hai bà, mà đốt cuộc mà do con của mình phải hại mình. Bởi vì sao? Đầu tiên thì Ngài Mục Kiền Liên rất là người có hiếu, bậc đại hiếu đó. Nhưng điều là sao thì là một người đại bất hiếu. Cho nên ở đây phải nói rằng, khi con người có rắp tâm để hại người thì bằng mọi cách mà có cần thiết phải làm như thế. Nhưng điều mà do cái gì?
phải nói rằng cũng do chính cái nghiệp duyên, nghiệp ác á, mà chúng sinh do vô minh, do cái sự thiểu trí, do cái sự không khéo tu tập, không khéo giữ gìn, không khéo để mà an trú, cho nên chúng sinh đó gây ra nhiều cái tội lỗi. Trong cuộc đời này, có lẽ mình chịu thua người ta một chút đi, chịu lui người ta một chút đi, chịu nhịn người ta một chút xíu đi, chịu oán ức một chút xíu đi, để chúng ta không phải tạo ác. Là một người trí tuệ phải như vậy, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ Bánh Ít đi thì Bánh Quy trở về, làm như vậy thì coi như là đời đời kiếp kiếp cứ hận, lấy cái hận báo cái hận, lấy cái hận trả cái hận, thì không bao giờ chấp nhận. Mà lấy cái từ bi, lấy cái sự tha thứ, lấy cái sự buông bỏ, thì nó sẽ chấm dứt. Không bao giờ. Quý vị nghe chúng tôi nói lại. Dạ, có nghe nói lại chưa? Dạ, cảm ơn Phật tử Quách Thanh. Thì kính thưa quý vị, một con người sao sống trong đời sống bình nhật này, sống trong cuộc thế trần này, nhiều khi chúng ta bị những cái sự khổ đau, bị những cái sự thua thiệt, bị những cái sự bất hạnh mà người khác mang tới cho ta. Chúng ta tự quán tự thân lại nơi chính mình. Nội thân tự quán về cái nghiệp quả của chính mình. Và chúng ta cứ như thế. Chúng ta hiểu mà chúng ta biết buông bỏ, biết tha thứ. Bây giờ mà cứ biết chấp nhận. Chấp nhận đó, tôi tại sao mà tôi tu mà tôi bị thế này, tôi bị như thế kia. Hoặc tôi đâu có chọc ghẹo gì người ta như thế này đâu. Cái quyền của mình nói. Nhưng chính mình đã bị như thế rồi. Không có pháp nào mà nó khởi lên, không có nhân quả. Tất cả đều nhân quả được thiết lập. Nó được thiết lập bởi nhân quả hết. Mà nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng cuộc sống này khủng khiếp lắm. Và nó có sự tương quan vô cùng to lớn với cái tiền thân. Hành động, cái quả của chúng ta cảm thụ hiện nay là do nhân quá khứ của chúng ta đã tạo hết. Bởi vì nếu muốn biết được rằng cái nhân ác, cái nhân thiện, nhân lành gì, hãy có ngay cái quả hiện tại của mình đã đang có đây. Và từ chỗ đó chúng ta biết tu tập, chúng ta biết tạo tác. Tại sao chúng ta nghèo? Là bởi vì chúng ta quá tham lam, chúng ta quá keo kiệt, chúng ta quá bỏng sẻn của tiền thân. Cho nên bây giờ đây, chúng ta phải nghèo khổ. Chúng ta quá sân si ác xấu cái tâm hồn. Cho nên bây giờ con người chúng ta nó kỳ hình dị tướng. Hay đánh đập người ta. Bây giờ phải bệnh hoạn, ốm đau. Phải nạn tai đủ chuyện hết. Không có tự động. Rồi chúng ta gây cái sự chia lìa giữa tâm tư, tình cảm hay là tất cả mọi thứ của người đều là cái quả của chính mình. Chứ không phải là mình cứ nghĩ rằng tại sao như thế, tại sao tất cả nó đều có cái nhân quả hết. Và chính như vậy, nếu biết được như vậy thì chúng ta có một cái sự tu tập, biết được như vậy mà chúng ta biết có sự tránh né. Và Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Bởi vì nếu chúng ta dắt giả được cái nghiệp, hiểu được cái quả của mình đang cảm thụ đây, thì chúng ta không có gây cái nhân. Và người nào đối cái quả ác, chúng ta đối diện cái quả ác, tức là chấp nhận cái quả, để không gây cái nhân mới, không có trả thù, không có trả đũa, mà chúng ta biết buông bỏ thì chúng ta vượt qua. Đành rằng nó có,
Nhưng thôi kệ, rồi thì cuộc đời này nó cũng qua thôi. Chứ đừng có gây hờn, kết oán, trả đũa, trả thù, trả cái mối hận, trả cái mối bực bội khó chịu của chính mình để dốc lên cho người, thì chúng ta sẽ đau khổ ở hôm nay và cũng như ở những kiếp lai sinh tiếp nữa. Cái đó do chúng ta phải cố gắng, phải do kham nhẫn, phải chịu đựng và phải tu tập. Chịu đựng, kham nhẫn, tu tập thì xem như chúng ta trả cái nghiệp nợ này cho nó được an ổn, cho nó được tốt đẹp. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin có đôi điều trình bày cho câu Phật cú 137 qua duyên sự của mình nhà Mục Kiền Liên là như vậy. Nếu có điều chi sẽ tất kính mong toàn thể quý vị quan hỷ. Kính chấp nhận thời gian trước nơi đây, trước khi dứt lời kính dâng Phật phước lành ở Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bụ Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh, giác linh, ký linh, tất cả chúng sinh người tại hai chùa xin được an lạc tấn hóa, cũng như thân bằng quyến thuộc của chúng tôi quý vị và các bậc thầy tổ đã quá vãng, xin được an nhàn siêu thoát, chỉ người còn hiện tiền được an lạc được tấn hóa. Mong tất cả chúng ta ước mong được tu hành tốt đẹp để tránh đi những cái quả ác trong tương lai. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Trợ Quyền đã giảng bài học số 137 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Trợ Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 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 Namo Tassa Bhagavato Arahato Chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh.